muốn anh nhìn thấy điều đó. Đó là cách đây một thời gian em có cắt tóc á, em cạo tóc luôn. Nói chung là em cũng muốn bỏ một cái gì đó. Tóc em trước giờ bao nhiêu năm trời nó còn tóc dài hết trơn á. Lâu chưa em? Dạ mới nửa tháng thôi. Mới nửa tháng đây. Dạ, hiện tại em đang đổi tóc giả. À, anh nhìn thì em cũng có vẻ dạ. Giống như anh đoán được là nó là tóc giả. Dạ, tại hiện tại của em thì em không có tóc. Trước em cắt tóc vậy em không có đổi tóc, hôm nay lên chương trình em mới đổi. Rồi. Tại vì em muốn. Anh hỏi em thiệt nha. Dạ. Em đã buông bỏ được tất cả những gì thuộc về đằng sau chưa? Chưa. Chưa. Đúng không? Nói chung em khi em cắt tóc là em nguyện với bản thân là em muốn. Thì bây giờ em mới cắt được nửa tháng em mới. Em nguyện xuống tóc để cho mong rằng cuộc đời em sẽ có sự thay đổi. Đúng rồi. Bước sang một trang mới tốt hơn. Em mới quyết định là buông bỏ tất cả đúng không? Thật ra đó. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả với bạn gái bên cạnh. Em tên là Nguyễn Văn Ngọc. Em năm nay 36 tuổi. Em tới từ Đắk Lắk. Ngọc làm gì ở Đắk Lắk? Dạ ở Đắk Lắk thì nhà em làm nông. Làm nông? Dạ. Làm trồng gì nè Ngọc? Dạ trồng cà phê, trồng tiêu. Ừ, nhiều không? Ở nhà em thì cũng được ít ít anh. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình. Chào em, chào anh chị Ngọc Lan. Chào em, chị Quỳnh Linh. Chào bạn nam bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em đây là Nga. Quê gốc thì ở Huế mà nhà thì ở Đắk Lắk và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ủa Nga là gì Nga? Nguyễn Thị Nga. Nguyễn Thị Nga cũng ở Đắk Lắk luôn hả? Dạ. Hỏi coi. Hỏi coi có gần nhau không? Em ở Đắk Lắk em ở chỗ nào em? Em ở huyện Crong Năng anh. Ồ vậy cũng gần nhau á. Anh ở cái vườn Nga. Vậy hả? Dạ. Trời ơi vậy là thuận lợi quá rồi. Em ở xã gì em? Xã E Tó. À E Tó anh cũng biết luôn nữa chứ. Trời ơi. Quá anh nghe có mà em anh không biết bé Nga gì hết á, tức ghê. Không biết nhưng mà đi lâu quá rồi. Rồi bây giờ Ngọc nói chút xíu ưu điểm của mình cho Nga biết đi. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết lắng nghe những cái tâm sự của người khác. Rồi em có khuyết điểm gì không Ngọc? Khuyết điểm của em là em cũng lâu lâu có uống một xíu rượu với lại là có hút thuốc. Em uống nhiều cũng sao? Rồi em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nóng tính thì không có làm hại gì vậy là để em có. Em bực mình thì em sẽ có thể em nói hay là chứ không có động tay chân. Dạ. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Em có ưu điểm đó là hay cũng biết quan tâm người khác, biết tự lập, biết nấu ăn, và cũng có thể hát đó, hát được. Hát được hả? Dạ. Rồi một chút sẽ trổ tài. Còn khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm của em là mỗi lần mà công việc có sự chết thì em hay bị nóng tính. Rồi bên kia cũng nóng luôn. Hai người này giống nhau ghê ta. Cái gì cũng có giống nhau chứ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Ngọc? Ngày xưa thì em lấy vợ sớm. Em đã trải qua một lần vợ và em có hai đứa nhỏ rồi. Lớn chưa Ngọc? Dạ đã là lấy vợ sớm thì con em giờ lớn rồi. Con em đứa đầu bây giờ là lớp 11 rồi. Năm nay lên lớp 11 con gái. Rồi đứa thứ hai? Đứa thứ hai thì năm nay lớp 7. Dạ con gái luôn rồi. Hai đứa gái luôn. Dạ. Vậy giống anh rồi. Hai đứa gái bây giờ ở với ai Ngọc? Dạ có một thời gian giai đoạn đầu thì có ở với em. Nhưng mà rồi cái chỗ đó nó học là nó cô giáo hồi lúc nói chuyện nhiều khi nó không hiểu á. Nó học không được thì phải chuyển ra ngoài nhà lại cho nó học. Thì bây giờ nó ở với mẹ đó. Ở với mẹ. Dạ. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ nếu mà nói về chia tay thì tụi em chia tay từ 2017 á, không ở với nhau á. Nhưng mà tới năm vừa rồi đây tụi em mới hoàn thành được giấy ly hôn. Dạ. Ở với bà xã được bao nhiêu năm Ngọc? Dạ em ở được 10 năm. Rồi 10 năm. Tại sao lại đi đến sự đổ vỡ đó? Lúc đầu thì cũng giống như bao gia đình khác thôi, rất là êm ấm rồi cũng đi đâu cũng chở nhau rồi đi này kia. Nhưng mà rồi một thời gian sau đó thì cái tiếng nói chung nó lại ít đi. Lúc đó lo làm ăn nhiều quá. Cái thời điểm đó là nhà em có bán quán. Rồi thì em thì ở nhà chiều đi làm về thì ở nhà tắm rửa chăm sóc cho con, nấu cơm ăn, còn vợ thì ở dưới quán á. Thì thời gian dần thì nó cứ như vậy miết á, là cái vợ chồng nó cái tình cảm nó cũng nhạt dần đi. Đó cũng là lý do để sau này hai bạn có đến với nhau đó thì ta phải dành thời gian quan tâm chăm sóc với nhau nha. Dạ. Rồi bây giờ thì mời nhà gái. Nhà gái thì sao nè, tình duyên của mình có suôn sẻ không hay trắc trở nhiều không cưng? Dạ tình duyên của em thì cũng khá lận đận á. Em quen chồng em là mối tình đầu luôn. Hồi quen còn đi học là tổng yêu nhau là quen nhau là 8 năm á, mà cưới về một tháng là ly thân. Em vừa có bầu luôn. Xong rồi em về ở với gia đình chồng, còn chồng em ở Sài Gòn đi làm. Xong rồi em sinh con đến một tuổi thì mới lên ở lại thì lúc đó anh cũng có người khác ngoại tình á. Trời ơi. Xong rồi sống thêm được một tháng nữa cái đau khổ quá cái gì ly hôn. Giờ con ở với ai em? Dạ con ở với em. Con em mấy tuổi rồi? Dạ con em năm nay 10 tuổi. Ly hôn xong rồi con em 1 tuổi á. Ly hôn hồi 1 tuổi. Tuổi cho em bồng con lên Bình Dương làm. Làm sao mà em có thể vừa chăm em bé 1 tuổi và vừa đi làm được? Em gửi hả? Dạ em gửi, nói chung thời gian nó vất vả với em lắm. Hồi đó lên mới đi làm thì lương cũng thấp á. Mà công việc của em thì phải gửi đến 8-9 giờ đêm. Thì gửi tăng ca cho nên là cũng khá vất vả. Trời ơi. Bây giờ thì cuộc sống em đỡ chưa? Dạ đến bây giờ thì mới gọi là ổn thôi. Có nhà chưa cưng? Dạ cũng chưa. Nhưng mà cuộc sống giờ nó đỡ hơn.
Rồi bây giờ em mong muốn có người bạn trai như thế nào nè, nói cho chị Lan nghe. Em muốn cái người là cùng đồng hoàn cảnh với em, để dễ thấu hiểu, dễ thông cảm cho nhau. Có đồng hoàn cảnh rồi đó. Dạ. Rồi người đó phải biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn, điện khi phụ giúp người đàn ông. Em muốn là không cần phải đẹp gì hết, nhưng mà nhìn có thiện cảm, để biết quan sống hòa đồng, quan tâm người khác. Ở đây thiện cảm lắm, ở đây coi coi có thiện cảm không. Rồi chào nhà trai. Nhà trai thì rất là dễ thương nha nhà gái ơi. Nhà gái cũng xinh đẹp nha. Tôi thấy nhà gái cũng ấn tượng lắm á. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ, dạ. Em không thích đàn ông gia trưởng. Hay ghen tuông mù quáng. Rồi vô tâm. Những cái đó mình có dính cái nào không? Dạ không, em không bao giờ biết gia trưởng là gì luôn. Đặc biệt là không có gái cú nữa. Gái cú không? Nếu mà em mà có gái cú thì quá bản lĩnh rồi. Nếu bản lĩnh vậy đâu có lên chương trình này chi nữa. Đúng rồi. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào nè, em trai? Em chỉ cần là một người phụ nữ hiền. Nói chung là biết nấu ăn là được, biết chăm chút cho bản thân xíu, cho đừng có vì những người thân xung quanh quá rồi để cho mình. Có luôn, ta làm ngành làm đẹp mà, cho nên người ta biết chăm chút bên ngoài. Bây giờ thì mình đi với em gái. Dạ em đi với anh chị họ của em với bạn của họ. Rồi hôm nay theo anh nghĩ thì hai em đều có một cái gia đình, đã từng có gia đình rồi, thì đã từng quá hiểu rồi. Thì theo như anh nghĩ thì em cố gắng sắp xếp và bạn này cũng cố gắng sắp xếp cho nhau thôi. Chứ theo anh thì còn biết nói gì hơn. Nhưng mà hai bạn đó nãy giờ nói chuyện nhau em thấy hợp không? Thì theo em nghĩ là hợp nên cho nhau. Rồi cảm ơn em. Rồi nhà trai mình đi với ai? Thì em đi với anh trai, anh em. Dạ xưa là anh em cũng làm chung nhau đồng nghiệp, cũng làm chung nhau nhiều năm rồi. Cho nên gọi anh em chứ nếu chuyện thì gọi tôi bằng ba nữa. Anh sáu mấy tuổi, ba mấy tuổi. Thì theo nãy giờ quan điểm nhìn thì thấy em gái bên đây cũng cùng hoàn cảnh giống như em trai. Thì thấy em gái cũng xinh xắn dễ thương, mà nói chuyện thì cũng nhỏ nhẹ. Thì anh thấy là hai đứa nên cho nhau cơ hội. Được cái gì nếu mà mình chưa hiểu nhau thì mình về mình cùng nhau sửa, để tiến thêm xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mở rào cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Ngọc. Rồi, mời chàng trai. Anh chào em. Chào anh. Hoa, tặng hoa. Trời ơi, quên luôn, thấy em xinh quá anh quên luôn á, tặng em. Em cũng có quà tặng cho anh. Thấy chung có đứng hình luôn hả? Rồi em cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Dạ thấy mập quá không hay là? Cũng hơi mập thôi nhưng hơi mà mập, cũng được. Mập đụng chạm nhiều người lắm á nha. Đúng, hai đứa mình đều giống nhau, đều đã một lần đổ vỡ rồi. Dạ. Thì bây giờ nói chung mình cũng không phải còn nhỏ hay là còn thanh niên để tìm hiểu nhau mà gán tròn hay này kia nữa. Anh bây giờ chỉ cần muốn có một người vợ, không phải là tất cả phải bắt buộc họ phải biết chăm lo gia đình, tại mình cũng có chăm lo trong đó nữa. Yeah. Mà chắc chắn phải ở chung, tại vì anh là con trai một, sau này thì chắc chắn phải ở chung. À, là phải biết thương ba mẹ chồng cũng như ba mẹ nội ngoại đó, phải đều tròn chữ hiếu hết. Nói chung là anh chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, chứ cũng không cần gì cao xa hơn hết. Còn em cũng cần một người đàn ông thì cũng biết yêu thương gia đình, quan tâm gia đình gì đó. Nói chung cuộc sống của em trước giờ á cũng xảy ra nhiều biến cố, không có được may mắn á. Cho nên là vừa rồi em có thay đổi bản thân một chút. Cho nên là em muốn anh nhìn thấy điều đó. Đó là cách đây một thời gian em có cắt tóc á, em cạo tóc luôn. Nói chung là em cũng muốn bỏ một cái gì đó. Tóc em trước giờ bao nhiêu năm trời nó toàn tóc dài hết trơn á. Lâu chưa em? Dạ mới nửa tháng thôi. Mới nửa tháng đây? Dạ, hiện tại em đang đổi tóc giả. Anh nhìn thì em cũng có vẻ giống như anh đoán được là nó là tóc giả. Dạ, tại hiện tại của em thì em không có tóc. Trước là em cắt tóc thì em không có đổi tóc, hôm nay lên chương trình thì mới đổi. Rồi, tại vì em muốn anh hỏi em thiệt nha. Dạ. Em đã buông bỏ được tất cả những gì thuộc về đằng sau chưa? Chưa. Chưa. Đúng không? Nói chung em khi em cắt tóc là em nguyện với bản thân là em muốn thì bây giờ em mới cách đây nửa tháng em mới em nguyện xuống tóc để cho mong rằng cuộc đời em sẽ có sự thay đổi. Đúng rồi. Bước sang một trang mới tốt hơn. Em mới quyết định là buông bỏ tất cả đúng không? Thật ra đó, tóc tai cũng quan trọng đôi, với gương mặt của em nó rất là xinh. Có tóc hay không tóc, tóc dài tóc ngắn mà em vẫn xinh. Dạ đúng rồi. Em cũng muốn anh có thể nhìn vào thấy những lúc em xấu nhất. Thì anh những lúc em đau khổ nhất thì anh vẫn chấp nhận được. Thì em mới em có thể cho anh nhìn thấy bộ tóc thật của em không? Không, anh nói này, bây giờ nếu mà anh đã quen em thì cho dù những lúc em xấu nhất anh vẫn cứ chấp nhận, nhưng anh không muốn để em bỏ cái tóc đó xuống ngay lúc này. Tại vì ta xíu nữa anh sẽ ra ngoài, anh sẽ nhìn rồi mặt em thì em muốn dựng cái gì đẹp nhất đúng của rồi, đúng rồi, chính xác luôn. Anh không có muốn để rồi mọi người có thể nhìn là... Bây giờ Ngọc đứng lên nào, Nga cũng đứng lên, hai ta đến gần nhau chút xíu. Anh nghĩ đây là giây phút mà chúng ta cảm nhận nhau gần nhất, nói với nhau những lời chân thành nhất. Anh thì nói thiệt là thấy khuôn mặt em buồn, em có cười đi chăng nữa rồi nhìn nó cũng có trang điểm rồi, có mắt cúp này thì cũng thấy rất là buồn. Yeah. Có tâm sự, anh mong rằng kể cả là mình có tới được với nhau hay không thì những cái gì đã qua mình đã buông bỏ. Nếu kéo cũng không có được cái gì nữa hết, cái gì qua là buông bỏ hết.
ra em cũng không muốn níu kéo gì hết. Vậy tại vì tất cả chỉ là đau khổ thôi. Anh muốn anh là cái người mà đàn ông mà về tiền bạc, tiền tài thì anh không dám nói, nhưng mà về những cái mà là cho em vui vẻ, cho em cuộc sống và là không phải suy nghĩ về áp lực về cái chuyện đàn ông này kia này nọ, thì anh sẽ là cái người anh làm được điều đó. Dạ, em cũng hy vọng. Thôi bây giờ bỏ hết chuyện đó, mình hát cho nhau nghe nào. Em gái hát trước đi. Dạ, em có sở trường là hay thích hát nhạc tiếng Anh đó. Hát cho bạn Trang nghe đi. Em sẽ hát một bài tiếng Anh, bài Over and Over. I never dare to reach for the moon. I never thought I'd know heaven so soon. I couldn't hold to say how I feel. The shot in my heart, no word can reveal. Now just the memory, the tears that I dry. Now just the memory, the sighs that I sigh. The dream that I dreamt of heaven come true. All my tomorrow, I give it to you. Oh. Học hát đi. Anh cũng không phải hát, nhưng mà anh hát thì quá dở cũng như mình. Em chấp nhận nghe nha. Nếu mà anh hát hay thì anh làm ca sĩ rồi. Dạ, đúng không? Cũng vậy mà. Anh hát cái bài Mỗi Người Một Quá Khứ. Em đã từng nghe bài đó chưa? Chưa. Quá khứ của tôi với bao ngày tâm tối, tương lai lạc lối bên rượu nồng đắng môi. Anh giọt lệ người xin lau khô để nụ cười kia trên môi không còn bối rối mỗi khi em gần bên tôi. Rồi, hai bạn về ghế ngồi đi nào. 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Đó, hai bạn ghép đã hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng chúng ta sẽ xua đi tất cả những tổn thương mà chúng ta đã từng có. Hy vọng rằng Ngọc sẽ là bờ vai vững chãi để Nga có thể dựa vào. Hy vọng rằng Ngọc sẽ làm cho nụ cười của Nga tươi hơn nữa. Hả Ngọc ha? Để đánh dấu cái hẹn hò này. Em không thông tay được. Trời ơi trời. Mạnh dạng thế nào? Không được. Ý nghĩa của món quà là gì vậy em? Dạ, ý nghĩa món quà là thời gian sẽ chứng minh tất cả. À, thời em gian. Em ít khi nói xém lắm. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chúng ta sẽ có hai đứa con bú bịch. Rồi tâm sự đi hai bạn. Nếu được thì mới có cái này xảy ra. Không được, cho tôi với anh Quyền Linh trước cái. Anh thấy em có giống như những gì anh tưởng tượng không? Thì em thì cũng mặt tròn tròn, nhìn ăn mặc cũng xinh, nhìn cũng phù hợp với người của giống anh đang tìm kiếm. Anh có sở thích gì? Thì anh thì sở thích đặc biệt á, sở thích đặc biệt của anh. Dạ. Giống anh thích ăn hải sản. Thích ăn hải sản. Còn gì nữa không? Cũng thích đi đây đi đó nhiều. Dạ. Yeah. Em thấy anh đi đi phượt nhiều nhưng mà cũng hình như đâu có đen lắm đâu. Anh sức kem đó thôi. Sức kem. Mỗi lần đi là anh sức kem đó. Rồi là ông sức kem. Dạ. Bởi vậy tụi bạn em mới chọc hoài. Em thì ngược lại, em con gái nhưng mà em không có sức kem, không có sử dụng mỹ phẩm nhiều. Nếu như mà anh mà làm tư vấn với em thì chắc anh lỗ, anh bán không được. Rồi em không có biết nấu ăn. Mặc dù trước đây thì em từng là lập kỷ lục là một mình có nấu một bữa ăn 4 món với một cái nồi cơm điện. Nhưng mà sau này thì em không có làm nữa. Mặc dù lý thuyết thì nhớ rõ ràng lắm nhưng mà em chưa lâu giờ không có thực hành. Nhưng mà nếu em không biết nấu ăn thì cũng ổn. Nấu ăn thì nấu ăn cũng được á. Giống như làm mấy món ăn á, bình thường thấy cũng cái gì vậy anh làm cho em ăn thử. Để có anh đâu ăn được á. Thư vấn tình yêu nhân gia đình anh thử coi vài câu coi sao anh nên làm thế nào để có vợ. Nếu như mà là em á thì tư vấn với anh á thì anh nói là bạn anh này cũng có một số anh có một bạn nam á là người ta hay rủ anh về nhà đúng không, thì em nghĩ là nếu như vậy á thì anh có một chút rõ ràng với lại người bạn đó, hoặc là hạn chế về nhà người bạn đó. Còn đối với những bạn nữ giống như hồi nãy anh kể những mối tình của anh ra thì thật sự là em rất là hoang mang, tại vì anh là quen khá là nhiều mà những mối tình đó là thời gian dài ngắn khác nhau á, thì em cũng không biết hiểu rõ được là trải qua nhiều mối tình như vậy á thì anh có suy nghĩ vì gì về cái tình yêu á, tình yêu đối với anh nó như thế nào? Giống anh nghĩ giống như cái gì cũng phải có duyên nợ ấy. Đến với nhau không phải duyên nợ, không phải mình gặp là có thể
đến nhau thì giống cũng như mình cũng tìm hiểu giống rồi mới nói cảm nhận của hai bên ấy. Nếu như nha, nếu là em á thì em nghĩ là anh ví dụ như mình muốn đến với một người bạn gái nào đó thì anh nên giới hạn cái phạm vi radar của mình lại, vì mình chỉ chuyên tâm lại một người thôi, thì như vậy á là cái mối tình nó mới lâu dài với lại nó mới có kết quả. Còn về nếu mà đi chơi với bạn gái á thì những cái mà anh ví dụ là anh tư vấn như là tư vấn về mỹ phẩm hay này kia thì có thể anh hạn chế được một chút, ví dụ như em chẳng hạn thì em không có xài cái đó nhiều thì anh nói thì đâm ra nó hơi em hơi khó xử. Anh có hay hát không? Cũng anh cũng hay hát, hát vui vui. Anh có thể hát tặng em bài được không? Anh cũng để anh hát tặng em bài. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ mãi ngập ngùng khi đôi tim dục tình yêu đương? Đừng ngại chi vì bấy lâu tình này đã trao với em. Rồi bạn nữ mình hát đáp là bạn nam một bài. Dạ hát vậy em cũng hát một đoạn ạ. Bài này thì em cũng mới tập thôi cho nên cũng không biết hát được hay không. Em hát một đoạn à. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn để chân dừng lại nghỉ ngơi, do em khó hay cuộc đời khó anh ơi. Muốn kể cho anh nghe bao nhiêu là điều mà không biết anh sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là em lỡ yêu anh rất nhiều. Rồi bây giờ là cái điều quan trọng đó là em kiểm tra bạn nam làm sao đó có đúng men 100% không là mình mới quyết định được nha. Dạ. Nó quan trọng lắm đó. Nếu mà nhìn ở ngoài á thì em không đoán được chị ơi. Thì em muốn nhìn bên trong, em muốn ai kêu anh tới em kiểm tra gì đó em làm đi. Bạn trai đứng lên tiến tới bạn gái hay nắm tay bạn gái cái thôi có truyền điện qua. Nhanh lên. Dạ. Cho anh được phép nắm tay. Cảm nhận nhau đi hai bạn. 30 giây nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Nói gì đi, nhìn nhau trời ơi. Nói gì đi em. Thấy ấm không mày? Dạ ấm. Trái tim mình hiện tại như thế nào? Trong lòng mình cảm thấy ra sao? Mình muốn nói cái gì với đối phương? Có hứa hẹn hay tỏ tình gì đó? Cơ hội đó 30 giây nói luôn đi em. Mạnh mẽ lên để xác định giới tính mình em. Em thấy anh có mạnh mẽ không? Anh gọng ra cho em coi. Hả? Anh gồng lên cho em coi. Không, bây giờ anh tập tạ là đổ lại gì? Không, anh đừng có tập tạ. Em thấy mấy bạn nam tập gym tập tạ thì thường hay lắm. Gì á? Dạ. Lắm hoài vậy nói chuyện đi. Em hy vọng là sau chương trình này là hai mình có cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn. Hy vọng là sẽ có cái kết thúc đẹp. Trời ơi, bạn gái nói bạn trai không nói được câu nào luôn. Thì ông ngồi đi, bạn gái cái... cũng không biết nói gì luôn hả? Nói gì vậy? Nói dối quá. Một chàng trai trải qua rất là nhiều mối tình ha. Cũng mạnh dạn nhưng mà khi nắm tay bạn gái bên kia luôn hết trơn. Bây giờ trong tim mình thấy thế nào rồi? Nó hơi mệt. Hơi mệt hả? Mệt. Nó xỉu không? Yeah. Anh phải nói một câu nào đó đằng chốt hạ với bạn gái đằng quyết định có bấm nút hay không chứ. Em có cái gì đó. Dạ hỏi tao gì cũng quên nhớ cô vậy sao. Quên hết trơn rồi đó. Dự định tương lai sao chừng nào. Hỏi này là tiếng xét ái tình rồi đó. Chừng nào thì tiếng nó hôn nhân với cổ được. Anh và em quen nhau thì khi nào thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Em thường em nghe là cái khoảng thời gian đẹp nhất đó là trên 6 tháng và dưới 2 năm. Trên 6 tháng hả? Dạ. 6 tháng một tuần thì mình cũng có thể được. 6 tháng. Nói đi nhìn tôi chi trời ơi, muốn 6 tháng đám cưới thì phải quyết liệt lên. Gặp
đối tượng là nó vậy. Hẹn hò sao vừa qua Tâm chăm sóc đưa cổ đi chơi một tuần mấy lần? Anh ở thành phố Hồ Chí Minh anh ở đoạn nào? Anh ở ngay chỗ gần Chợ Lớn em. Gần Chợ Lớn à? Từ quận 6 mà qua Gò Vấp thì cũng khoảng 45 phút. Không, anh nếu đi xe khoảng 1 tiếng. Chạy nửa tí nè. Dạ. Em Gò Vấp hay chỗ nào? Em ở Phan Huy Ích, nhà sách Phan Huy Ích. Thế ví dụ một tuần thì mình có thể đi chơi được bao nhiêu lần? Em thì có một cái là hình như do lớn tuổi á, thì thứ bảy chủ nhật á là em thường thích ở nhà nghe nhạc, xem phim, đọc truyện, nghỉ ngơi, chứ em không thường đi chơi lắm. Nhưng mà nếu mà đã có cơ hội này thì chắc em cũng đi chơi vào thứ bảy chủ nhật. Dạ. Hôm nay thì cũng đến đây rồi, đúng, anh cũng muốn cho anh một cơ hội. Hôm nay thì gặp được em, anh thấy em cũng là giống là người của anh tìm kiếm, thì anh cũng mong muốn sau chương trình này mình có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn và cũng đi xa hơn. Rồi, chốt hả? Đi xa lắm ha. Trời, ông nói một câu đi xa hơn mà tôi muốn cũ thiệt. Tôi thấy xa luôn. Bên trái. Bàn tay còn đốt bấm bên đây nè bạn. Dạ. Bên phải, bên trái, bên trái. Bên phải. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, không phải bấm nút để làm bạn, cà phê xem phim cho vui. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Có rất nhiều người đang theo dõi các bạn ở giây phút thiêng liêng này nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Từ ngày hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Cô gái có vẻ rất là thông minh và năng động đấy. Yeah. Chàng trai thì hơi bối rối chút xíu. Họ đã mẹ lên nha. Yeah. Của nhau rồi. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Yeah. Thể hiện sự mạnh mẽ của mình bằng một nụ hôn thật là nồng nhiệt lên má của bạn gái.